Ủa, em lại dùng khăn sao? Tại em lạnh. Đúng rồi, cũng tháng 12 gần Tết, lạnh là phải. Mà cái khăn anh tặng em cũng đã cũ rồi. Anh chị lấy nhau được lâu chưa? Dạ, cũng được một năm rồi. Theo thông tin mà chúng tôi được biết, do tôi lo đi làm, rồi bận nhiều việc quá, không có thời gian dành cho vợ của tôi. Sáng hôm đó tôi đi ra khỏi nhà, cũng là lần cuối tôi gặp vợ tôi. Hòa ơi, sao em dại dột gì không biết nữa. Bắp. Nè, ở nhà kiếm gì ăn đi, tôi đi sửa xe cái tôi về. Sửa hoài. Vô đi. Dạ, anh Quang. Có kết quả khám nghiệm rồi hả? Dạ, có sơ bộ rồi. Nạn nhân được xác định là Trần Thị Hòa, tử vong vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm qua. Nguyên nhân tử vong là do ngạt cơ học. Đây rất có thể là một vụ tự tử. Nhưng mà... Cậu cứ nói tiếp đi. Trước khi chết, nạn nhân có dấu hiệu xảy ra xô xát. Em không nghĩ đây là một vụ tự tử. Theo như thông tin em nắm được, buổi sáng ngày mà chị Hòa tử vong, Tùng cũng có mặt ở đó. Và cách đây 3 tháng, hắn thường xuyên lảng vảng trước nhà nạn nhân. Đó là tất cả những gì mà em thu thập được từ hàng xóm. 3 tháng. Thời gian trùng khớp với khoảng thời gian Hưng và Hòa bắt đầu xảy ra lục đục chuyện tình cảm. Anh, có khi nào giả thiết là sát hại Di Tình không anh? Vẫn chưa rõ ràng. Cứ gặp Tùng hỏi thêm thông tin đã. Trời, đợi em đi với sếp. Chào anh.
Anh là... Tôi thuộc tổ điều tra công an tỉnh, đang thu thập thêm một số thông tin về vụ án được nghi là tự tử của chị Hòa. Anh tìm tôi có việc gì? Anh xuất hiện quanh khu vực nhà chị Hòa với mục đích gì? Hàng xóm chị này cho hay, vào ngày chị này mất, anh cũng có mặt ở gần đó. Ngoài ra, thời điểm mà anh xuất hiện trùng khớp với thời gian tử vong của nạn nhân. Không phải tôi đâu. Anh có tình cảm với chị Hòa? Chuyện này phải là tôi có tình cảm với Hòa. Tôi thương Hòa từ trước lúc mà Hòa lấy tên Hưng nữa. Nhưng Hòa không đáp lại tình cảm của tôi. Vậy là anh thừa nhận đã theo dõi chị Hòa suốt 3 tháng qua. 3 tháng trước tôi tình cờ đi ngang qua nhà Hòa thì thấy Hòa bị tên Hưng đánh. Thật sự tôi rất là đau lòng, cho nên tôi cũng hay ghé để nghe ngóng tình hình như thế nào. Nếu như tôi mà thấy tên Hưng đánh Hòa nữa thì tôi sẽ cho hắn một trận. Vậy trước khi chị Hòa chết, anh có tiếp xúc với chị ấy không? Hôm đó tôi đi ngang qua nhà Hòa từ sớm, nhưng nhà kiếm gì ăn đi, tôi đi sửa xe cái tôi về. Anh Hoàng, anh làm gì vậy anh Hoàng? Cậu giúp tôi, tự mình buộc chiếc khăn này đi. Tự thắt. Cậu tự buộc như là mình đang ở vị trí của nạn nhân Hòa. À. Cậu thử đổi kiểu thắt ra phía sau lưng. Sao anh? Để tôi. Đau em. Tôi xin lỗi. Rõ ràng là hai kiểu thắt khăn này ngược nhau. À, vậy là mình đã khẳng định được nạn nhân Hòa bị sát hại chứ không phải là tự tử. Mà nè, cậu tìm kiếm được thông tin gì mới chưa? À, em đến đây để báo cho anh biết em thu thập được thông tin rất quan trọng về Tùng và Hưng. Những thông tin gì? Về Tùng, nạn nhân tự vong vào lúc 6 giờ sáng. Lúc này Tùng không có mặt ở đó, đã có người làm chứng cho hắn. Còn về Hưng, rất nghi ngờ. Đáng nghi ngờ ở những điểm nào? Điểm thứ nhất là việc hắn ra khỏi nhà vào lúc 7 giờ sáng. Điểm thứ hai
là vì chiếc xe của hắn bị hư. Bên pháp y sau khi khám nghiệm kỹ xong cũng đã có những cái báo cáo mới. Vết bầm tím trên cổ của nạn nhân ngoài việc do chiếc khăn này gây ra còn có một ngoại lực khác tác động vào. Ngoại lực? Ý anh nói là bàn tay. Không những vậy, đôi bàn tay bóp cổ nạn nhân có những dấu vết để nhận dạng. Vết hằn trên cổ của nạn nhân rất có khả năng được gây ra bởi một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn? Cậu giúp tôi thu thập thêm thông tin về đối tượng Hưng này. Chúng ta sẽ sớm gặp lại hắn thôi. Dạ. Dậy chưa? Anh qua nè. Rồi, để anh mua đồ ăn sáng qua luôn ha. Ừ, dậy đi. Anh Hưng. Cán bộ tìm tôi có chuyện gì? Chúng tôi đến không ngoài mục đích là làm sáng tỏ cái chết của vợ anh. Ủa? Vợ tôi là tự tử chết, cần gì phải làm sáng tỏ? Vợ anh không phải tự tử mà là bị người ta sát hại. Hiện trường khi chúng tôi đến khám nghiệm thoạt nhìn rất giống với một vụ tự tử, nhưng có một số chi tiết được dựng lên bởi bàn tay của một ai đó. Là sao? Ý cán bộ nói là vợ tôi bị giết. Ai giết vợ tôi? Anh đừng có vội vàng, để tôi cho anh coi cái này. Đây là kiểu thắt khăn thuận tay, nghĩa là người thắt khăn sẽ phải đứng đối diện với người bị thắt khăn. Kiểu thắt này rất giống với kiểu thắt khăn của vợ anh. Anh nói là chị Hòa tự tử, vậy thì chắc là chị ấy đã nhờ anh thắt khăn giùm mình. Không, tôi không thắt giùm vợ tôi. Tôi không có làm. Nhưng mà chị Hòa chết không phải bị nút thắt khăn chặt ở cổ, mà là bởi đôi bàn tay. Đôi bàn tay gì? Vết hằn khá lớn còn lưu lại trên cổ sau khi pháp y khám nghiệm xong đã chỉ rõ đôi bàn tay bóp cổ nạn nhân phải đeo một chiếc nhẫn bản lớn. Và thật trùng khớp là tay của anh cũng đeo chiếc nhẫn bản tương tự. Ủa, mắc cười quá à. Ai đeo nhẫn cũng là hung thủ hết hả? Cái hôm đó là sáng sớm là tôi đã đi ra ngoài rồi. Anh ra ngoài để sửa xe đúng không? Đúng rồi. Anh đi ra ngoài lúc 7 giờ sáng, trong khi chúng tôi đã xác minh vợ của anh tử vong lúc 6 giờ sáng. Thật ra xe của anh không hư hỏng gì cả. Tôi đã xác minh với người sửa xe rồi, cái cớ này không giúp gì được cho anh đâu. Chào anh. Chào anh. Có gì không anh? Anh cho tôi hỏi là cách đây mấy ngày anh Hưng có mang xe tới sửa đúng không anh? À, nhớ rồi. Thằng nó kỳ cục lắm. Mà xe có bị gì đâu mà sửa hoài, sửa hoài. Ủa, nhưng mà anh có chắc là xe không bị gì không anh? Trời ơi, tôi làm bao nhiêu năm rồi, xe nó hư gì là tôi biết liền à. À, dạ thôi được rồi, cảm ơn anh Trang. Ê, khi nào xe hư tới sửa nha anh. Rồi, biết rồi. Vợ chồng anh không chỉ mâu thuẫn chuyện con cái, mà là vì anh có mối quan hệ bất chính ở bên ngoài, dù chỉ mới cưới nhau được hơn một năm. Chính vì mối quan hệ bất chính ở bên ngoài
là động cơ lớn nhất để anh ra tay sát hại chị Hòa. Dạ, alo, con nghe đi mẹ. Thằng Hưng có nhà không? À, dạ. Dạ, anh Hưng nó ở dưới nhà á mẹ. Có gì không mẹ? Mẹ tính kêu nó với con đi tới ông thầy Bảy bốc thuốc. À, dạ, thôi đi mẹ, để tụi con tự. Tự cái gì mà tự? Đã gần 5 năm rồi. Để tụi bay tự, nhà này cũng tiệt tự luôn à. Anh đi đâu vậy? Đi chơi, nhà buồn quá. Đêm qua chắc anh vui lắm ha. Vui cái gì? Đi làm mệt muốn chết. Đi làm với người phụ nữ đó hả? Nói cái gì vậy? Nói chuyện cho cẩn thận nghe chưa? Cẩn thận cái gì? Anh lột cái bộ mặt anh xuống đi. Tôi kinh tởm anh lắm rồi. Tao đi làm đã mệt rồi. Về mày nhái nhái gì vậy? Mày mà còn nói vậy coi chừng tao nghe chưa? Coi chừng hả? Coi chừng cái gì? Tại tôi không sinh con được cho anh, cho gia đình của anh. Cho nên anh ra ngoài anh kiếm chứ gì. Anh giỏi thì anh đánh đi. Anh đánh rồi đi. Đánh cho tôi chết luôn đi. Tôi đúng là vô phúc mới cưới phải một người đàn ông như anh đó. Mày cảm thấy vô phúc thì mày ký đơn ly dị đi. Tao cán mày lắm rồi. Anh chơi chán rồi á thì anh bỏ con này đúng không? Tôi nói cho anh biết, tôi không bao giờ để anh tội nguyện đâu. Tôi có chết á cũng phải để cho nhà anh tiệt tử. Tiệt tử nè.